Mở đầu tập 2 là bản tin thời sự nói về đại dịch muỗi đang hoành hành trên thành phố, bàn về các vấn đề nan giải của dịch muỗi lần này. Saitama cầm một chiếc bình tưới cây hình voi con vô cùng đáng yêu ra ngoài lan can, ai lại đi tưới nước cho xương rồng như này cơ chứ? Gia súc bị muỗi tấn công mà còn mỗi cái nịt thế này, cảnh báo mọi người khi gặp muỗi phải chạy ngay. Thành Sai là kẻ mạnh không đối thủ, đấy là chưa gặp anh muỗi này thôi, kể cả là tự vả vào mặt mình cũng không sao giết nổi muỗi ta. Sai điên cuồng dùng đủ mọi tuyệt kỹ lao lên nhằm tiêu diệt kỳ phùng địch thủ này. Và đây là bầy muỗi đen kịt đang hoành hành trên phố trước những lời báo động nguy hiểm trên loa phát thanh. Một nhân vật mới xuất hiện, gã người máy cô độc Genos. Một tên trộm vặt coi thường những lời cảnh báo trên loa phát thanh về sự nguy hiểm của đại dịch muỗi tấn công đang tự phụ với chiến lợi phẩm của mình. Thế rồi cái giá phải trả phải đến rất nhanh khi bầy muỗi bay qua đã xử lý nhanh gọn nhẹ biến hắn thành đống xác khô ngay giữa phố. Thì ra bầy muỗi này được điều khiển bởi một con quái vật muỗi với khuôn mặt giống người, thân hình muỗi mà body rất sexy giống người. Giả sử mà là người thật thì tôi cũng bị quyến rũ mất thôi. Genos tới nơi thấy rõ được nguồn cơn bệnh dịch, chỉ cần tiêu diệt được con muỗi chúa là bầy muỗi kia sẽ tự động giải tán. Muỗi chúa ra lệnh cho bầy muỗi đông như quân nguyên tấn công Genos, nhưng chỉ chớp nhoáng tất cả bị thiêu rụi. Muỗi chúa kinh ngạc trước sức mạnh của Genos nhưng rồi vẫn dư sự tự tin để tấn công. Cuộc chiến giữa hai người diễn ra vô cùng nảy lửa. Genos tung chiêu định bụng thiêu sống muỗi chúa nhưng ả đã rất nhanh né được còn lao vút tới tấn công anh. Một cú xiên đã xin mất cánh tay của Genos, ả cao ngạo nhưng có nào ngờ khi nhìn lại đã bị Genos cắt mất hai chân hồi nào. Genos phóng tia lửa về phía ả, còn ả thì kịp thời bỏ chạy, không ngờ tiêu diệt hết bầy muỗi này vẫn còn bầy muỗi khác đi hút máu động vật để về phục vụ ả. Genos vừa kịp đuổi đến mới thấy bầy muỗi đen kịt trên bầu trời, đám muỗi đi hút máu không phải chỉ đem thức ăn về cho quái vật muỗi mà còn giúp ả gia tăng sức mạnh. Anh vừa định tung chiêu tiêu diệt cả bầy thì đột nhiên từ đằng sau, Saitama vẫn giáo giết đuổi theo một con muỗi, phải giết nó bằng thuốc diệt muỗi ư, đậu phòng muỗi. Giờ thì không phải một con mà là một bầy tỷ con, Genos khuyên Sai nên trốn đi nếu không muốn mất mạng mà Sai cũng lại ngơ ngác chẳng quan tâm. Muỗi chúa ra lệnh cho thuộc hạ tấn công xuống làm rung chuyển cả một khu phố, Genos tung chiêu thiêu đốt hết tất cả thành cho bụi. Thôi chết còn Sai thì sao? Đang trần truồng thế này đây, muỗi chúa cũng thế, vẫn còn sống nhăn răng và đang cười ngạo nghễ. Ả đã uống đủ máu để có thứ sức mạnh tối thượng chỉ một chém là tan nát cả một ngôi nhà. Ngay lập tức ả lại lao vút tới tấn công Genos, một chém gần chẻ đôi phần bụng anh ra. Genos hoảng hốt phản công lại nhưng đã bị ả liên tục chém nát tan cơ thể. Ả chuẩn bị ra đòn quyết định nhằm chảm Genos, còn anh thì biết không thể cứu vãn được nữa, chỉ có thể dùng cách tự hủy hy sinh bản thân cũng là để giết chết con quái vật muỗi. Mọi chuyện còn chưa kịp diễn ra thì một vả con muỗi chúa đi về với đất mẹ, chỉ còn lại đống máu tươi nhem nhuốc. Genos kinh ngạc trước sức mạnh kinh hồn của Saitama mà muốn nhận anh làm sư phụ, Sai liền đồng ý. Ngày hôm sau, Genos lành lặn đứng trước cửa nhà sư phụ. Nhưng mà đến đây Sai lại từ chối không nhận đệ tử. Sư phụ mặc giáp ạ, cơ thể người máy sao, da thịt ta tự nhiên, trẻ vậy đã hói đầu, Sai tức điên lên. Genos trần thuật về tiểu sử bản thân, từng là con người bình thường, nhưng năm 15 tuổi cả nhà bị một tên người máy điên giết hại. Cả thị trấn chỉ còn mình cậu sống sót và được một tiến sĩ khoa học giúp biến đổi cơ thể thành người máy chính nghĩa. Từ đó Genos đã tiêu diệt được vô số tên tội phạm. Nhưng mong mỏi nhất vẫn là tìm ra kẻ giết hại cả gia đình mình. Do chủ quan coi thường quái vật muỗi mà cậu suýt bị giết, may được Sai cứu kịp thời. Từ đó cậu thần tượng nắm đấm của Sai, đòi làm đệ tử của Sai mới được, muốn được Sai dạy cho tuyệt chiêu vô đối để trở thành anh hùng thực thi chính nghĩa, diệt trừ cái ác. Từ nãy tới giờ cậu ta nói hơi nhiều khiến Sai không chịu được nữa, bực dọc quát lên, Bakazado, tóm cái váy lại trong tầm 20 chữ cho ta. Thì ra muỗi chúa chỉ là một mẫu thí nghiệm của một nhóm phản diện, chúng bắt đầu để ý đến Saitama và muốn khai thác sức mạnh của anh. Genos chốt lại câu xin thầy dạy cho cách trở lên mạnh mẽ giống thầy. Sai đáp cậu 19, ta 25, ta bắt đầu luyện tập năm 22 tuổi, vậy cậu sẽ sớm vượt ta thôi. Chưa kịp nói ra cách thức luyện tập thì Genos cảm nhận được có quái vật xuất hiện, nó phá nát trần nhà vừa định nói tên của ta là thì một đấm bay màu, nó chết rồi còn đòi đền trần nhà nữa. Bên ngoài vẫn còn hai con khác nữa, thầy để con xử lý chúng cho, vừa nhảy xuống dưới đã thấy Sai xử đẹp cả hai trong tích tắc rồi. Vẫn còn một con khác kéo Sai tụt xuống lòng đất. Đằng sau Genos còn một con to xác nữa, hắn là người máy xịn. Hai bên giao chiến vài hiệp thì một con quái vật sư tử xuất hiện nữa, con ở dưới lòng đất là chuột chũi cũng lộ diện. Mải lo cho sư phụ mà Genos suýt bị đánh trúng, hai bên tiếp tục oánh nhau chí chóe. Cậu dùng ngọn lửa của mình thiêu đốt quái vật nhưng không xi nhê gì hết, nó nói nó là khỉ đột độn giáp, thành viên của tổ chức ngôi nhà thời đại mới. Saitama ở dưới đất không chút sợ sệt gì, trái lại cảm thấy ấm áp đến nỗi phát buồn ngủ. Con sư tử dọa nạt móc mắt anh, Sai ngoi lên nói đùa thế đủ rồi đền ta cái trần nhà đi. Hãy xem sức mạnh thật sự của ta, anh Sai không quan tâm, anh còn đang bận phủi quần đá, rõ nhiều đất đá bẩn chết đi được. Xong rồi, nói đi cưng. Hãy xem sức mạnh thực sự của thú vương ta đây. Sư tử thiết chảo, nát một căn biệt thự, còn Sai thì né dễ dàng. Hai con quái vật nằm sàn vừa nãy vừa mới ngóc lên thì bị chém nát tươm. Con chuột chũi muốn ngăn lại nhưng nó đang trong cơn thịnh nộ muốn giết Saitama rồi. Cũng mạnh đấy, cũng ghê gớm đấy, nhưng mà cũng chỉ một đấm đã ra bã luôn rồi. Thôi bỏ mẹ rồi, có thằng nào bảo hắn ta mạnh như thế chứ? Con chuột chũi cắm đầu cắm cổ bỏ trốn. Chú tưởng mỗi chú biết độn thổ hử, thế là cũng không thoát được.
Saitama ngoi lên mặt đất thấy đệ tử mình cũng đã hạ được con khỉ đột kia rồi. Genos chất vấn nó. Nó nói ta là quái vật mạnh thứ ba. Ngươi sẽ không bao giờ đánh bại được quái vật mạnh thứ hai là con sư tử vừa nãy. Con này hả? Con khỉ đột đổi giọng liền. Xin lỗi tới tấp. Em tưởng vậy là ngầu. Thế là kết thúc tập 2. Các bạn hãy bấm xem các tập khác ở góc bên trái màn hình nhé. Đừng quên bấm like và đăng ký để ủng hộ tớ có thêm động lực làm ra những video mới hơn. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác nhé.